Cái tiền ra cho chút đỉnh đi, tôi đi. À, ẩn đi, ẩn đi. Ẩn gì mà ẩn đúng rồi. Ông ấy hẹn cho 10 ngàn đi. Ê, cho anh cho 3, tắm cho anh 30 ngàn anh đi đi xe đi với tôi nha. Xe hoa hả? Không, nhận có mình nên anh Tư móc tiền được thôi nha. Nãy xin một mấy ngày nay luôn không bao giờ cho anh. Thì anh Tư đi xe đi với tôi chơi ha. Ừ. Đó thấy không? Có mình nên anh Tư là móc tiền cho thấy không? Chiêu. Cho anh 30 ngàn đi mới đủ tiền xe đi. Xe hoa hả? Cái này nhiêu à? Cái này mấy chục rồi? Không anh. Cái nhiêu tiền rồi? Trời là nhiêu? Không rồi hả? Trời là nhiêu? Không rồi hả? 20 hả? Không rồi. Cho 40 phút? Không rồi. Cho 40 phút ha cả nhà. Thôi cho thêm 10 ngàn đi mới đủ lên xe. Không rồi. Rồi, chỉ có mời anh Tư móc tiền được thôi nha. Rồi cho tiền anh Tư xe rồi không. Tám nuôi quá trời luôn mà xin là không giờ cho. Không cho tiền anh uống nước rồi anh đi xe anh hắt nước rồi sao? Cho 10 ngàn uống nước đó đi. Rồi đi dọc đường đói nữa nè. Anh đi dọc đường đói rồi tiền qua ăn cơm cho 10 ngàn ăn cơm đi. Còn nữa xin nữa. Trời ơi, trời cảm ơn nha. Trời ơi. Rồi hút thuốc nữa hả? Cho anh xin 10 ngàn mua thuốc hút luôn đi. Còn hết. Hết luôn rồi còn xin gì nữa. Cho anh xin 10 ngàn nữa anh mua chôm chôm về dài đường ăn. Cảm ơn con gái nha. Cho hết luôn, chỉ có anh Tư là xin tiền được thôi nha. Cả nhà hay gì bé hiền cho Hoàng Anh được nhiêu tiền ha cả nhà. Còn cái mồm mỏng đó đó bà. Ta cảm ơn ơi mẹ nha. Mẹ ha. Như là đủ đi xe xe đó. Thấy không, dưỡng 8 không cho, thấy không, bé hàng cho không tiền đi xe này nè. Dưỡng 8, dưỡng 8 ngu quá trời mà xin không cho, mà anh Tư xin cho cả thương anh Tư ghê. Ừ. Đó, tiền đi xe. Cái mặt ngu mà cho nó hết trơn rồi hả? Mà cho nó hết trơn rồi hả? Cho đem về đưa chị dâu á. Cho anh Tư, quên nó cho chị dâu 10 ngàn đi. Chị dâu ha. Cho một chị dâu luôn. Chị dâu ở nhà không có tiền. Cho chị dâu đi luôn ha, chị dâu ở nhà. Cho cháu cho cháu 10 ngàn chứ. Còn hết nè. Còn hết cho hai đứa cháu, đứa 10 ngàn. Đồ này mà để còn đi nó móc hết trơn hết trời. Ồ trời ơi, tôi cảm ơn nha. Còn tiền nữa không? Nè. Còn nhiêu? Dạ. Ồ, cho anh thêm đợ đi, anh đi mua đá uống. Cho 100 ngàn mua đá uống đi. Không. Thì hai chị cho 10 ngàn đi. 100 không cho. Anh Tư cảm ơn nha. Rồi tiếp tục một cú bao. Cả nhà gì có hàng cho Hoàng Anh nha. Được như là Hoàng Anh đếm rồi cái nhà coi ha. 10 ngàn, 20 ngàn, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 101, 102, 103 cả nhà. Vì bé hàng cho Hoàng Anh được 130 ngàn cho xe, cho ăn cơm, cho uống nước, rồi cho tiền mua thuốc, rồi cho tiền cho chị dâu, rồi cho hai đứa cháu ha cả nhà. Cho tiền mua chôm chôm nữa rồi. Cho tiền mua chôm chôm nữa. Biết không? Còn không cho anh thêm 10 ngàn anh mua mắng cầu ăn đi. Hết rồi. Măng cục, quên măng cục. Mua măng cục mình đi lên xe ăn. Cho anh tiền mua lên xe mua măng cục ăn. Trả 100 ngàn mua măng cục ăn mới đủ. Không á. Vậy sao? Thì coi nè. Sao đến thì đồ tiền mà đi đưa đi đồ mấy ao mà cho hết cho rồi mình cũng không biết hả? Tám lo rồi. Ê bố ơi. Bố rồi con. Nó tắm lo cho con rồi. À ê bố ơi. Ừ, còn anh Tư không ai lo cho anh Tư hết á. Thôi đi á. Rồi cho anh Tư vậy có tiếc không? Thế không? Ê, tiếc không? Không. Dạ. Nói tám rồi, tám cho anh Tư tiền đi đi. Ai cũng bỏ anh Tư hết rồi. Còn ít nữa con với tám mà. Tội nghiệp quá ha. Ừ hả? Còn anh. Thương anh dữ lắm á, tự không ai xin tiền hàng được chứ. À, ở trên đưa lại nè. Cảm ơn anh Tư. Nghe đi. Bỏ túi đây nha.
Chắc này, ai xin được nó cho ha. Dạ. Dạ, đưa cho dì Tám được không? Dì Tám mua sữa uống ha. Sữa cho tôi, dành mua sữa cho tôi về uống. Ha, mình mua ăn, muốn ăn trái cây vậy mình mua ăn chứ không? Cây hả? Ừ. Hồi nào mình uống thèm gì ăn nó kêu dì Tám thôi mua cho ăn con trái ăn gì? Ha. Biết ăn trái chứ gì? Chứ đừng có móc từ nhà ra, móc từ nhà ra dì Tám mua hết. Hèn, biết ăn trái gì? Nướng trái măng cục coi. Hèn ha. Hèn ha. Hèn ha. Từ dì Tám mua măng cục cho con ăn đi. Dì ổn ơi á. Ngọc ơi. Nói con hèn măng cục rồi. Dì ổn ơi. Cái gì? Dì ổn. Mua gì? Dì ổn ơi. Măng cục. Ổn hả? Măng cục. Ổn hả? Măng cục. Măng cục. Và ổn. Măng ổn. Nói gì dì Tám giờ cho con ăn đi. Đi con đưa cho anh Tư mua. Ừ thì anh đi mua. Cái gì? Thì mà đưa nó đi mua đi. Cái con không có tiền. Không rồi. Tiền nó kêu mà cho nó hết bây giờ mình không tiền. Ở chợ anh điện á, chợ anh gọi hết rồi hả anh Tám? Điện trên chỗ mình lên làm á. Ừ, ở trên đó coi quản lý mày kỹ kỹ nha anh ơi, xíu Sài Gòn nó lạc nó kiếm không ra luôn. Chỗ đó cũng như là thu quê lên chứ mà. Vậy hả? Điền chảnh ngoan nha. À, điền chảnh ngoan nè. Ừ. Ừ, không có ra lộ, vòng vòng trong nhà thôi. Ừ. Đi vòng vòng trong nhà với bà Tám với cô Beo ha. Ừ, ra đường, đi ra đường là lạc. Người ta bắt. Thấy không? Ra đường người ta dụ bắt cóc mổ bụng. Mổ bụng mà chích queo luôn á. Thấy không? Thấy chưa? Chúc bây giờ vui vẻ ha. Bỏ bớt lại đi. Đem đi nhiều quá, sách đi nhiều quá, bởi ngoài bận có hết đâu. Thôi còn anh muốn kết thúc video đây nha. Ở giờ có nhà nữ nha, nhà nhiều hơn, muốn tập một cái này. Mấy cái này bỏ là gì rồi, nữa cũng bỏ rồi. Năm nay đây. Gia đình luôn hạnh phúc. Nên chảnh là đừng có đi ra ngoài nha. Trên Sài Gòn ra ngoài nguy hiểm, người lạ không mà người ta bắt mình đó. Đúng yeah. Rồi. Ừ. Ở trong nhà chơi với dì Tám với cô Beo thôi. Với lại ở xóm nghiện đó có ai quen mình chơi đó thôi. Đừng có đi xa ra ngoài đường nha. Đi lên chảnh Hèn. Lên chảnh nhớ gửi dây thép về cho Út Hà nha. Ờ hả Út Hà hả? Ừ gửi dây thép để Út Hà biết Út Hà lên thăm. Không không hả? Ừ. Biết gửi dây thép không? Biết không? Biết hả? Kêu Dượng Tám gửi dây thép cho Út Hà nhớ nha, nhắc đi. Gửi dây chuối được không? Gửi dây thép nha, nói đi thì nói Dượng Tám gửi dây thép cho Út Hà. Dạ ổng mà, ổng mẹ. Trời. Ổng mẹ. Mày gì gửi mày gửi mày gửi, không có gửi đâu. Mày hứa mày gửi nha. Gửi không? Gửi không thì? Ừ, không mấy bức dây chuối em theo gửi về cho Út Hà nha. Chịu không? Dây uống hả? Vâng. Dây uống không mẹ hả? Dây chuối có không? Có dây chuối không? Có dây chuối không? Dạ, xin sợ lắm nha. Bữa nay thì nó phải mạnh lắm mà nói chuyện hơi rõ. Tỉnh táo luôn á. Hiện nay là nói chuyện thông minh luôn, tỉnh táo luôn. Chia tay cả nhà đi Hiền. Chào cả nhà nghe. Nhà đặt nhau Sài Gòn. Okay, trời ơi dở quay mặt theo Tư không trời. Họ không nói chuyện quay mặt bên đây nè. Chào cả nhà bên đây đi. Hey, yeah. Mai Hiền đi Sài Gòn rồi nghe. Yeah. Chúc cả nhà mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Hiền đi cũng mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Vui vẻ. Vui vẻ. Nhớ đừng ra đường nha. À biết rồi. Chúc đường người ta lạ người ta bắt mình đi. Chúc cả nhà mình ăn sắp tới là biết chúc không? À chúc cả nhà. Ok nghe ra. Một ngày. Ngày ra. Mình ăn phát tài. À đã. Rồi. Phát đạt. Đã. Ừ. Cảm ơn cả nhà. Ờ à, đã ra. Thôi bây giờ mình hát một bài đi. Hát bài chia tay đi. Hát bài gì? Có một bài gì không? Học bài gì? Có học bài gì không? Bài gì hả? Ừ. Có học bài gì không? Ca chia tay với anh Tư. Ca đi. 1, 2, 3.
Rồi cái này làm sao? Bình thường không biết bài gì để bắt chưa? Em lấy chồng đi. Em đi lấy chồng. Về nơi xa xa. Chiếc phiêu như đâu? Miền Tây, miền Tây, sáng nước lối đôi đừng về. Thôi, Phúc Hà, Phúc Hà cũng kết thúc cái video tại đây. Thì hôm nay xuống đây để cho khán giả và con cô bác anh chị em chia tay cho Thiện về Sài Gòn. Ca một bản tặng cho khán giả với cả nhà với cộng đồng mạng. Còn anh ca hả? Hả? Còn anh ca luôn hả? Ca luôn rồi đó, giờ không biết chữ gì về. Rồi vậy là bữa nay nghe anh hát bài nữa nha. Cả nhà ủng hộ thời gian qua dù không có gì. Cảm ơn cả nhà dù anh thuộc thời nào ca bài mình nấy cả nhà. Rồi không biết chữ ca dở anh cười ha cả nhà. Về Hoàng Anh ca bản tình dạy khờ của Ngọc Sơn ha cả nhà. Không mở đờn được. Đúng rồi. Em đi theo chồng xa cung làng cách biển dòng hey. Sông. Em đi theo chồng anh nơi này mới mòn đời trong. Như xây đúng đỉnh nuôi ta tình bao tháng ngày qua, tình đã tròn xanh rồi người nó đem những ai cho đành, ai xui chi mình ôm nỗi buồn cho người ta vui, ai xui chi mình say mê tình giờ đây lẻ loi. Nhìn con nước chảy theo con thuyền lạc bên đời nhau. Lời hứa hẹn xưa xa gì cũng xa sao cuối chân trời. Mày đi qua bánh cơm về bên này. Đau thương thôi thổi đêm trường lại bóng đơn côi. Nghe mến mến thầm chất cho đời. Lên lưng gì rồi có bạn mình ơn. Yêu thương xin trả cho người lúc lệ nhìn vào đám cưới người ta. Để bên đây đống đỉnh du buồn sao mang thân tình có tặng người ta. Hỏi cho con ơi. Hết chưa vỗ tay. Vì nãy Hoàng Anh có cái nhà ca bài tình dạy khờ của Ngọc Sơn đó, mà Hoàng Anh nãy ca lộn bài của tình dạy khờ của bài gia đình Vĩnh Tuồng đó cả nhà. Cũng đầu hơi tôi nhớ là Hoàng Anh cũng làm theo cái này là nó không có đồ uống cà phê. Hoàng Anh cũng là theo cái lời của Hoàng Anh nãy nè. Hoàng Anh sẽ ca một bản tình dây khờ của Ngọc Sơn nha. Tại nãy Hoàng Anh ca lộn bài của dây đũng đỉnh buồn ở cả nhà. Trời ơi giới thiệu bản này ca lắm. Qua bên kia ngồi ca luôn ơi. Cả nhà cũng không cảm ai về Hoàng Anh. Qua bên bển ngồi với Hiền gần tao thấy hai anh em. Hoàng Anh ca một bản tặng cho em gái mình nè. Chuẩn bị đi Sài Gòn ha cả nhà. Thì nãy Hoàng Anh có giới thiệu mà ca lộn bài á gì xin cả nhà bỏ qua giùm ha. Ca lộn bài đó là chết rồi. Ừ. Vậy bây giờ Hoàng Anh sẽ ca một bài của tình vợ thờ của Ngọc Sơn rồi. Ca sĩ mà ca lộn bài rồi. Ca tặng em gái mà ăn bản nữa ha. Được không? Chịu ha, chịu anh tự ca. Ca đi em đang nghe. Em ơi thức tròn đêm nay mình dòng xe vốn biệt ly nghẹn ngào. Nghẹn ngào cho lệ bên mi cho lòng thêm khổ khi đã yêu xong. Mãi đây xa cách phương trời tình chi hai lối em có buồn không. Yêu
anh khóc thật nhiều, mà anh không chắc rằng em phụ tình. Cành gian phải tới lâu sớm, còn anh chỉ vẫn tay trắng tay vàng. Mở chi son kiếm gian vàng, đêm nay anh đứng gục nhìn em ra đi. Đêm nay trăng sắp tàn trên phố nhỏ, nhân kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau. Anh xin gửi lời em ơi, hai quả thêm vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô, nên anh mới hiểu được rằng tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. Yêu em anh quá dây khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Rồi, cảm ơn cả nhà. Trời ơi, hiền do hai đứa tay là Hoàng Anh không có biết chữ gì cả, có gì mà không đúng điệu gì xin cả nhà bỏ qua giùm. Rồi thôi thì sao anh Tư Ca bà tặng em gái hai bản cái gì được chưa? Dạ, xin kết thúc cái video tại đây thì Úc Hà cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Hoàng Anh.